Vụ việc thương tâm xảy ra vào chiều ngày 12 tháng 9 tại hồ chứa nước Tuy Lai, một hồ nước rất rộng và cách xa khu dân cư ở Mỹ Đức, Hà Nội. Nạn nhân là 8 em nữ độ tuổi từ 13 đến 14. Là hôm nay đi chơi là bọn em hẹn nhau từ tuần trước đấy ạ. 1 giờ là bắt đầu đi. Mẹ đi đến bể Hàm Long, bể Tuy Lai đấy ạ. Thì bọn em xuống để bơi. Có tất cả là 11 người. 7 người bọn em ở Tàu Khê thì bơi ở chỗ gần bờ ạ. Còn 4 bạn kia thì bơi ra xa. Thế là các bạn ấy nắm tay nhau. Xong rồi bọn em nhìn thấy và chạy ra để cứu, bơi ra để cứu. Thì không cứu được thì là các bạn tự dìm nhau xuống. Có một anh thanh niên đèo người yêu này chơi. Thế là anh ấy nhảy xuống cứu thì cứu được một bạn thôi ạ. Đây là vụ tai nạn thương tâm nhất xảy ra trên địa bàn xã. Ngay cả những người trực tiếp tham gia cứu nạn vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc này. Hai anh em đầu tiên đi cùng em vào thì vớt được một cháu lên, thì cấp cứu, sơ cứu của cháu, thì cũng làm theo những động tác mà sơ cứu người chết đuối. Thì lúc ấy thì cháu cũng nôn ra nước và nôn ra thức ăn ở trong người ra, nhưng mà lúc ấy thì cháu tím tái người hết rồi. Thì lúc đấy thì hai người xuống vớt đấy thì nhảy xuống vớt thì dám lên rất là nhiều người, thì em hô hào mấy người đấy là ai biết bơi nhảy xuống, thì vớt thêm được 7 người lên, thì vớt lên thì các cháu chết hết rồi. Nhóm học sinh đi chơi gồm 11 học sinh, không may 8 em bị đuối nước là Bùi Thị Nhung, Trần Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thị Dung, Trần Thị Hồng Thơm, 5 em đều học lớp 8B, Mai Lê Hồng Phúc, học sinh lớp 8A, Lê Thị Mỹ Duyên, học sinh lớp 7B, Nguyễn Thị Trang, học sinh lớp 7A. 3 em may mắn thoát nạn là Mai Lê Hồng Phượng, học sinh lớp 8A, Lê Thị Trinh, học sinh lớp 8A và Nguyễn Thị Thanh Tâm, học sinh lớp 7A. Ngày hôm nay thì buổi sáng chúng tôi tổ chức học chính khóa theo thời khóa biểu. Thế các cháu đều đi học đầy đủ cho đến hết tiết thứ 5, tiết cuối cùng. Thế các cháu về nhà, trưa các cháu về nhà thì đến chiều khoảng 16 giờ thì chúng tôi nghe được thông tin là có một số học sinh của nhà trường đi chơi và tắm ở hồ chứa nước Tuy Lai và bị đuối nước. Thì 8 cháu là bị chết, còn 3 cháu thì thoát nạn và được những người xung quanh người ta cứu kịp thời. Thế và các cháu đã thoát nạn và hiện nay tình sức khỏe của 3 cháu thì bình thường. Theo tìm hiểu của truyền hình Công an Nhân dân, hồ chứa nước Tuy Lai là một hồ rộng hàng trăm hecta, có mức nước sâu xa khu dân cư. Cái bể đấy thì cũng rất là nhiều người dân chết ở trong đấy rồi. Người ta đi vào đấy lấy củi, đắm thuyền, rồi thì các cháu nó cũng vào bơi, cũng có người bị chết ở trong đấy. Cái hồ đấy gọi là hồ 2 của Tuy Lai. Thì xung quanh hồ thì em cũng không để ý có một biển báo nguy hiểm gì cả. Vụ việc đau thương này xảy ra một lần nữa lại gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng quản lý lỏng lẻo con em mình của các bậc phụ huynh cũng như chính quyền nơi đây. Chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức đã cử Phó Chủ tịch, Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo, Công an huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân, Đảng ủy cấp xã đến động viên các gia đình có học sinh gặp nạn. Huyện Mỹ Đức đã hỗ trợ gia đình các em bị đuối nước 3 triệu đồng. Đồng thời, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng đã cử đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng. Cho tới 20 giờ cùng ngày, các gia đình có nạn nhân gặp nạn đã tiến hành mai táng cho các con em của mình.